này thiện hiện nên biết đại bồ tát ấy do thế lực tinh cần tăng tiến này đưa các hữu tình đến bên kia bờ phước điền vì sao này thiện hiện vì đại bồ tát ấy đối với pháp thì thế lực tinh cần tăng tiến đó tất cả hữu tình chẳng ai có thể bì kịp chỉ trừ như lai ứng tránh đẳng giác vì sao này thiện hiện vì Đại Bồ Tát ấy, tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, thấy các hữu tình không có lợi lạc, nên khởi tâm đại từ, thấy các hữu tình có sự khổ đau nên khởi tâm đại bi, thấy các hữu tình được lợi lạc nên khởi tâm đại hỷ, thấy các hữu tình không có tánh tướng nên khởi tâm đại xả. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy tuy đối với hữu tình bình đẳng phát khởi đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, nhưng đối với tất cả không chấp trước này thiện hiện đại bồ tát ấy tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa nên được hào quang lớn đó là hào quang bố thí ba la mật đa cũng được hào quang tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy tuy chưa chứng đắc trí nhất thiết trí, nhưng đối với quả vị giác ngộ cao tột, được bất thối truyền nên đưa các hữu tình đến bên kia bờ phước điền, có thể thọ nhận các dụng cụ sanh sống như tất cả y phục, ẩm thực, giường tòa, thuốc men, vân vân này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, an trụ tác ý tương ưng bát nhã ba la mật đa, nên có khả năng báo ân thí chủ một cách rút giáo, cũng có khả năng gần gũi trí nhất thiết trí. Vì vậy, này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát chẳng muốn hư dối nhận đồ cúng dường của quốc vương, đại thần, trường giả, cư sĩ, hữu tình, vì muốn chỉ cho hữu tình con đường chân thiện, muốn vì hữu tình làm ánh sáng thanh tịnh, muốn cứu thoát hữu tình khỏi lao ngục ba cõi, muốn ban cho hữu tình pháp nhãn thanh tịnh thì nên thường an trụ tác ý tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa